Kính chào quý thầy, quý cô và tất cả các em thiền sinh. Sáng hôm nay thứ Bảy, 22 tây tháng 2 năm 2020 tại thiền đường Tánh Không, Nam Cali. Hôm nay chỉ là một cái dịp đặc biệt thôi, là có cái khóa an cư tại tổ đình, cho nên cô và tăng đoàn có mặt ở tổ đình cũng đã gần một tháng rồi. Và hôm nay đạo tràng Nam Cali có nhã ý mời cô và tăng đoàn đến thiền đường Nam Cali để gặp gỡ, sinh hoạt chung một buổi. Mà cái phần quan trọng đó là quý vị đạo tràng Nam Cali muốn nghe ni đoàn chia sẻ kinh nghiệm tu tập từ trước và cái kinh nghiệm tu tập trong cái khóa an cư này. Cái đó là cái phần quan trọng. Còn cái phần của cô á là phụ thuộc thôi. Cho nên hôm nay tôi chỉ chia sẻ một chút ít cái thấy biết của cô trên cái bước đường tu tập của cô. Thì hôm trước ông Tài Nguyên có xin cái chủ đề cái buổi nói chuyện hôm nay, thì cô có cho cái chủ đề là xuôi dòng. Thì bây giờ cô xin trình bày cái thấy xuôi dòng là như thế nào. Thiệt ra mình cũng thường nghe nhiều người nói rằng khi bước vào con đường tu tập là đi ngược dòng đời, đi ngược dòng đời. Thì điều này chắc mình cũng hiểu rồi. Nói một cách cụ thể nè, ví dụ như sáng hôm nay là một buổi sáng thứ Bảy cuối tuần, mình được rảnh rang, không có làm việc, thì mình sẽ làm cái gì theo thông thường từ trước tới nay? Thì chắc là mấy cô là đi shopping nè, hay là mình có đi thăm cha mẹ, hay là anh em gặp gỡ nhau, bạn bè gặp gỡ để vui đùa, trò chuyện, hoặc là mình tổ chức vài cái buổi đi cắm trại hay là đi chơi xa, vân vân. Đó là theo cái lối sinh hoạt thông thường của mình từ xưa cho tới bây giờ. Mà bây giờ mình lại xét qua những cái cuộc vui chơi giải trí đó để mình đi vào đây, mình nghe pháp, mình gặp những người bạn tu, thì cái đó cũng là ngược dòng rồi, phải không? Phải ngược dòng không? Ủa, phải không vậy? Cái đó là mình đi ngược dòng đời. Dòng đời thì có nhiều cái thú vui cuốn hút mình đi theo. Mà bây giờ mình cưỡng lại, mình không đi theo cái sự thu hút của cuộc đời, mình đi vào đây mình tu tập, thì tạm xem như mình đi ngược dòng, ngược dòng đời, ngược dòng của người thế gian. Thiệt ra cái bước đầu á, mình phải đi ngược dòng. Mình nhớ lại kinh nghiệm của Thái tử Siddhartha đi. Khi mà Ngài bỏ nhà đi, cái đó là ngược dòng hay là xuôi dòng? Ngược dòng. Thái tử Siddhartha có tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mà người đời hướng tới. Cũng có cha mẹ, cũng có gia đình, có giàu sang,
danh vọng, sức khỏe, tất cả những cái gì tốt nhất trong cuộc đời Ngài đều đang hưởng, đang có, mà Ngài lại từ khước tất cả, bỏ nhà đi, một thân một mình, không nhà cửa, không tiền bạc, thì đó là Ngài đã đi ngược dòng đời. Thì ở trong nhà Phật thì gọi cái đó là cái sự tỉnh ngộ, mà đây là cái sự tỉnh ngộ triệt để, sâu sắc. Mà tại sao lại mình ca tụng cái sự tỉnh ngộ của Đức Phật? Là vì khi quyết định đi ngược dòng đời thì Ngài đã có trí tuệ. Vì có cái trí tuệ hiểu biết, tất cả những cái danh vọng, địa vị cao sang, cho đến cái tình cảm, gia đình, tất cả những cái đó rồi nó sẽ thay đổi đi. Ngài nhìn thấy cái tương lai trước mắt là rồi mình sẽ già, mình sẽ bệnh và mình sẽ chết. Thì khi già, khi bệnh, khi chết thì tất cả những cái giàu sang, danh vọng, những cái tình cảm rồi nó cũng sẽ phải thay đổi theo cái già, cái bệnh, cái chết của mình. Như vậy muốn có tỉnh ngộ phải có trí tuệ. Thì trong bước đầu đòi hỏi mình phải đi ngược dòng đời. Tại vì dòng đời nó có rất là nhiều cái sự cám dỗ, mà trong kinh Đức Phật gọi là cuộc đời có những mật ngọt. Mà người có trí tuệ thì phải nhìn thấy sự nguy hiểm của mật ngọt thì mới có thể cắt đứt cái lòng tham đắm vào trong cuộc đời. Trong kinh điển cũng có so sánh mật ngọt của cuộc đời á, là bậc lưu, tức là cái dòng nước mạnh, cái dòng nước xoáy. Và trong kinh điển cũng nói rõ ràng dòng nước xoáy là những thứ mà mình ưa thích, mà mình thương yêu, mà mình đam mê, thì Đức Phật gọi chung đó là lậu hoặc. Là lậu hoặc. Mà người đời ham thích cái gì? Ham thích năm thứ. Chắc mình đều nhớ phải không? Năm thứ gì vậy? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền bạc, giàu sang. Nói về vật chất, sắc thì nó có hai nghĩa. Sắc nó cũng là vật chất nữa, nhà cửa ruộng đất này kia, mà sắc cũng là sắc đẹp, thuộc về ái dục. Danh là danh tiếng, là địa vị, danh vọng. Thực là sự ăn uống, thùy là sự ngủ nghỉ. Năm cái thứ này người đời rất là ham mê, tranh đấu, tranh đua với nhau, giành giật với nhau, chém giết với nhau để mà đạt cho được năm cái thứ này thôi. Quý vị có thể xem lại lịch sử cũng như thời hiện tại trước mắt của mình. Chỉ vì muốn có năm cái thứ này mà xảy ra không biết bao nhiêu là cái nỗi khổ đau ở trong cuộc đời. Từ cái nỗi khổ của một cá nhân, một gia đình, một cộng đồng, cho tới quốc gia, cũng đều để phục vụ cho năm cái thứ này thôi. Mãi khi mình vướng vào, dính mắc vào năm cái thứ đó, không khác nào mình bước chân xuống cái dòng nước xoáy.
nó sẽ quay cuồng mình và nhẫn chìm mình ở trong đó. Nhẫn chìm trong cái biển gì? Trong cái biển khổ ngay đời này và những đời sau. Mà không phải chỉ nhẫn chìm mình, nhẫn chìm tất cả những người nào có liên hệ. Cho nên gọi lậu hoặc là dòng nước xoáy của cuộc đời. Bây giờ mình tìm tới con đường tu tập là mình muốn bước ra khỏi cái sự cuốn hút của những cái dòng nước xoáy. Mà cái dòng nước xoáy thực tế thì mình biết để mình tránh. Còn cái dòng nước xoáy của lậu hoặc có khi mình không biết. Mình không biết nó nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì nó là mật ngọt. Tại vì nó là cái mình ham thích, đam mê. Mà khi nói đam mê thì có trí tuệ không? Là không còn trí tuệ. Đó. Cái nỗi khổ của mình là chỗ đó. Cho nên Đức Phật mới nói thêm, lậu hoặc có một thứ nữa là vô minh. Không hiểu, không hiểu biết, không có sáng suốt. Đó là vô minh. Đâu gì. Như vậy cô muốn nói rằng ở bước đầu mình phải biết tỉnh thức để đi ngược lại cái sự quyến rũ của cuộc đời. Đòi hỏi có trí tuệ, đòi hỏi có quyết tâm, đòi hỏi có kiên nhẫn để mà đi ngược dòng đời. Rồi khi mình bước vào con đường tu tập, chuyển đổi nhận thức từ từ, cái tâm của mình chuyển đổi từ từ, mình không có còn ham thích, đam mê, ngũ dục nữa. Bây giờ bắt đầu tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Mình hiểu tất cả mọi việc đều thay đổi, đều biến đổi, đều chuyển hóa. Thì mình sẽ chuyển hóa từ xấu ra tốt, từ ác đổi ra thiện lành, từ chỗ vô minh chuyển hóa ra có trí tuệ. Đó là con đường tu của mình. Rồi tới một lúc mình sẽ nhận ra rằng những cái chân lý mà Đức Phật dạy thật ra là để hỗ trợ cho cái con đường đời của mình. Thì bây giờ khi mình xuôi dòng vào trong cái con đường tâm linh thì mình cũng xuôi dòng trên cái con đường đời. Tại vì thật ra mình chỉ có một cái cuộc đời để sống. Cho nên con đường đời bây giờ nó chuyển thành con đường tâm linh, và cả hai là một. Khi mình nhìn thấy tất cả mọi người đều là thiện tri thức của mình, mà làm sao để nhìn tất cả mọi người đều là thiện tri thức? Con người thì có người tốt, có người chưa tốt. Làm sao để mình nhìn tất cả là thiện tri thức? Thì mình phải đi tới cái trí tuệ sáng suốt để nhận ra cái bản thể của tất cả mọi người cũng như tất cả mọi vật ở trên đời. Tất cả mọi người mình biết đều có cái khả năng tu tập để giác ngộ. Mình tạm gọi cái từ là Phật tánh. Tất cả mọi người hay là tất cả mọi loài hữu tình đều có Phật tánh. Có nghĩa là chậm hay mau tùy nơi căn cơ,
mỗi người đều có thể tu tập tiến tới giác ngộ. Khi mình hiểu cái sự thật đó thì mình sẽ có cái kết quả là mình không có dám khinh thường ai, mình không có dám làm khổ ai, và tất cả mọi người mình đều kính trọng quý mến. Đó là khởi phát của tâm tự. Như vậy, mình đã chuyển cái tâm từ luyến ái ra cái tâm từ bằng trí tuệ. Bây giờ mình cũng thương yêu quý mến tất cả những người trong gia đình của mình. Nhưng cái đó là cái tâm từ, chứ không phải là cái ái của cái tâm đời nữa. Đó là mình chuyển hóa được cái thấy của mình về cái gia đình nhỏ bé của mình. Và bây giờ mình còn phát triển cái tâm từ ra bình đẳng với tất cả mọi loài hữu tình khác. Đó là cái cách tu chuyển hóa tâm. Như vậy mình cũng có cái tâm từ đối với tất cả những người bạn bè, bà con quen biết, và nó sẽ lan tỏa ra tới tất cả những người xa lạ khác. Như vậy bằng trí tuệ mình khởi phát được cái tâm từ và chuyển đổi cuộc đời của mình, không còn có cái đau khổ vì cái chữ ái hay chữ dục hay chữ tham. Như vậy bây giờ trên cái con đường tu tập của mình đâu có còn ai xung đột, lấn cấn với mình nữa đâu. Khi cái tâm của mình nhìn thấy tất cả mọi người đều bình đẳng, đều đáng cho mình tôn trọng quý mến. Người làm những việc không tốt là cái gương để cho mình tránh không làm giống như người ta. Còn người làm những việc tốt thì là cái gương để cho mình bắt chước, mình học theo. Như vậy, người tốt và người không tốt đều là Bồ Tát đối với mình. Còn những cái sự kiện gì xảy tới hợp với ý mình hoan hỷ, không vừa ý mình, ngày xưa mình sẽ buồn, sẽ giận, sẽ bực bội. Bây giờ mình cũng hiểu do vô số nhân duyên cho nên nó mới có những cái sự việc đó. Khi mình hiểu vậy rồi, mình mới có thể phát ra cái tâm bi. Khi khởi được cái tâm bi đối với những sự việc không tốt hay là những người không tốt với mình á, thì bây giờ cái tâm của mình nó mới thăng bằng. Tâm bi là cái tâm thương mến, muốn giúp đỡ. Như vậy tâm từ, tâm bi nó sẽ chuyển hóa mình thành mình đi vào cuộc đời là xuôi dòng. Bây giờ mình không thấy có cái gì trở ngại hết. Người tốt, người không tốt, công việc, những cái việc xảy đến thích hợp hay không thích hợp với mình, tất cả mình đều chấp nhận trong cái tâm bình đẳng, khách quan. Như vậy tu tập một thời gian, do mình chuyển hóa cái tâm của mình, tức là chuyển hóa cái thấy của mình về cuộc đời, thì cuộc đời bây giờ nó trở thành là thanh thản, thoải mái. Và mình đi trên con đường tâm linh, nó cũng xuôi dòng với con đường đời mà thôi. Thì bây giờ con đường đời nó thênh thang, rộng mở đối với mình, không còn là ngược dòng nữa. Đâu quý vị, thì hôm nay cô muốn trình bày cái sự chuyển hóa tâm của mình
là do trí tuệ của chính mình biết tu tập theo lời dạy của Đức Phật, nhận biết rõ những cái chân lý, ví dụ như chân lý là vô thường, ví dụ như cái chân lý là cái pháp duyên khởi duyên sinh, ví dụ như cái chân lý là bản thể của cuộc đời là trống không vì nó do nhiều nhân duyên tụ hội, rồi nó sẽ tan rã, bản thể nó trống không. Thì tất cả những cái gì hiện hữu trước mắt mình như trong giấc chiêm bao mà thôi. Mà khi mình nhìn nó như giấc chiêm bao thì mình là người tỉnh giấc, không phải đang nằm trong chiêm bao. Những ai còn buồn, còn lấn cấn, còn xung đột trong tâm là người còn nằm chiêm bao, là người chưa có nhìn thấy rõ cái chân lý trong cuộc đời, cho nên còn chìm trong cái biển khổ. Thì bây giờ sẽ rất là mệt nhọc, tại vì mình phải chiến đấu. Chiến đấu khi mình bơi ngược dòng đời. Còn khi mình có trí tuệ, suy gẫm sâu xa những cái hiện tượng thế gian trước mắt của mình, thì mình sẽ nhận ra những cái quy luật thiên nhiên chi phối tất cả con người cũng như tất cả vũ trụ. Một vật dù nhỏ bé, một con người dù không có tiếng tâm gì, cũng là kết hợp của tất cả tinh hoa của trời đất. Một vật thật nhỏ, một con người vô danh, cũng là tụ hội của tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Tại vì tất cả mọi cái chân lý đều biểu lộ ra, biểu hiện ra trong mỗi vật, trong mỗi người trước mắt mình. Thì khi mình có được cái tuệ giác nhìn thấu suốt từng vật nhỏ li ti, từng con người bình thường, thì mình sẽ nhận ra tất cả đều bình đẳng, là tại vì đều bị chi phối bởi tất cả những chân lý mà Đức Phật dạy. Những cái chân lý đó bao gồm hai loại tạm phân chia. Một cái là tục đế bát nhã, một cái là chân đế bát nhã. Tục đế bát nhã là những cái chân lý đơn giản. Thí dụ như tất cả mọi vật, mọi người, mọi loài trên thế gian đều bị chi phối bởi quy luật vô thường. Có sinh thì có diệt, luôn luôn biến đổi, không bao giờ ngừng. Và cái quy luật nữa là vì vô số điều kiện kết hợp lại, cho nên cái vật đó, cái người đó hiện hữu. Và cũng do vô số nhân duyên, cái vật đó, cái người đó biến đổi đi và biến mất. Cho nên cả thế gian này bản thể là trống không, trống rỗng, chỉ là cái sự giả hợp, giả tan mà thôi. Và những cái tên gọi mà mình đặt cho thế gian này là giả danh mà thôi. Bên trong những cái tên đó không có cái gì cố định thường hằng. Đó là nói tới cái chân đế bát nhã. Như vậy, mình sống ở trong đời làm sao để có hạnh phúc, để sống thanh thản, không bị cuộc đời thăng trầm làm cho mình dao động tâm, thì mình phải hiểu và phải sống cho đúng với tục đế bát nhã
và Chân Đế Bát Nhã. Đó là sao? Trong cái cuộc đời thường, mình phải chấp nhận những cái quy luật của cuộc đời thường. Mình phải hài hòa với tất cả mọi người. Mình phải ở trong cái khuôn khổ, trong cái nề nếp. Khuôn khổ nề nếp nào là tốt nhất thì cũng không ngoài lời dạy của Đức Phật. Tức là cái đạo đức, cái phẩm cách, cái giới luật mà Đức Phật đặt ra cho người cư sĩ hay cho người tu sĩ. Đó là thuộc về tục đế. Ví dụ như mình không được gian tham trộm cắp, mình không được nói năng bừa bãi, vô lý, vô nghĩa, vân vân. Đó là thuộc về tục đế. Tuy nhiên, khi mình gặp những cái chướng ngại, những cái chông gai ở trong cuộc đời, những cái cảnh tử biệt sinh ly, những cái điều bất như ý, thì mình phải đi vào cái chân đế. Thì những cái cảnh sự tử biệt sinh ly, những cái cảnh bệnh hoạn, những cái khổ đau, những cái khủng bố hay là những cái tàn bạo trong cuộc đời, thì bây giờ mình phải hiểu tới cái chân đế Bát Nhã thì mình mới có thể chấp nhận được. Tức là tất cả những cái nỗi khổ đau trong đời đó của người khác hay của mình, bản thể nó là do nhân duyên hợp, thì có lúc cũng do nhân duyên mà tan rã ra. Đó là bản thể trống không. Bản thể là như huyễn, như mộng mà thôi. Thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận những cái điều bất hạnh, những cái điều không vừa ý ở trong cuộc đời. Như vậy, khi mình thông hiểu vừa tục đế, vừa chân đế, thì mình bắt đầu đi xuôi dòng, dòng đời và cái dòng trí tuệ nó hỗ trợ với nhau là một mà thôi. Và khi đó, dù cho mình vẫn sống ở trong đời, nhưng mà tâm mình nó thanh thản, đi trên dòng đời, thì lúc đó mình sẽ nhận ra mình xuôi dòng. Và xuôi dòng gì? Xuôi dòng tâm linh, xuôi dòng đi theo gót chân của Đức Phật. Đó, hôm nay cô chỉ muốn trình bày một chút xíu, một chút cái kinh nghiệm tu tập của cô, làm sao để chuyển từ cái chỗ đi ngược dòng đời để đi tới cái chỗ kinh nghiệm đi xuôi dòng đời. Thôi cô xin chấm dứt ở đây.